Bốn người mà cảnh sát nói là bị ông Tạ Đình Chi bắn chết vào ngày 23 tháng 6 sau một vụ cãi nhau liên quan đến việc bảo lãnh gia đình từ Việt Nam sang, vừa được phòng giảo nghiệm Santa Clara County xác định danh tính. Theo đài truyền hình KRON, theo cảnh sát thì ông Chi bắn chết bốn người này trước khi tự tử trong căn nhà mang số 568 ở đường Habit, San Jose, gần góc đường Center và đường Tully, ngay khu có đông đảo người Việt cư ngụ. Bốn nạn nhân này là bà Hoàng Lệ Thủy, 51 tuổi, là cư dân của Mill Peters. Ông Hoàng Ngọc Phụng, 48 tuổi, là cư dân của San Jose. Cô Hoàng Thanh Hoa, 23 tuổi, là cư dân của San Jose. Bà Phạm Thị Quế, 42 tuổi, cư dân của San Jose. Theo nhật báo The San Jose Mercury News, nguồn tin từ cảnh sát và hàng xóm cho biết ông Chi, năm nay 66 tuổi. Ông Bùi, 47 tuổi, là hàng xóm kế bên nhà, kể với San Jose Mercury News rằng là lúc đó ông đang ở sân sau với con trai nhỏ thì nghe nhiều tiếng nổ như pháo. Tôi biết ngay là tiếng súng, thế là tôi đẩy con và vợ vào trong phòng ngủ chính và trốn ở đó. Tuy nhiên tôi lại quên kéo cửa lại. Ông Bùi kể lại như vậy. Thế là bà vợ của ông hàng xóm đã nhảy qua hàng rào chạy vào nhà của tôi, vào phòng con tôi rồi khóa cửa lại. Ông Bùi kể tiếp, sau đó tôi chạy ra ngoài, đóng cửa lại, tôi thấy ông ấy đi tìm bà vợ của ông ấy. Ông Bùi cho biết là trước đó ông có nghe tiếng cãi nhau bên nhà của ông Chi và cho biết tất cả mọi người trong nhà là cùng một gia đình. Cảnh sát được báo là cho biết sự việc và đến hiện trường vào lúc 7 giờ 30 phút tối bao vây căn nhà và đã thấy vợ ông Chi, con gái 17 tuổi của ông và một cháu gái đã thoát được ra ngoài, thật là may mắn. Sau đó cảnh sát đưa được hai người bị thương vào bệnh viện nhưng họ đã qua đời vì những vết đạn quá nặng. Đến 1 giờ 25 phút sáng thì cảnh sát đã ập vào nhà phát hiện hai người chết bên trong và tìm thấy nghi can cũng đã chết, rõ ràng là do tự sát ở sân bên hông nhà, theo cảnh sát cho biết. Theo ông Khuất Văn Tô, có vợ là em họ của ông Chi, nói với San Jose Mercury News, ông Chi bực mình vì vợ bảo lãnh được gia đình của bên vợ sang Mỹ, trong khi ông không được bảo lãnh gia đình của ông. Ông Tô nói những người bị bắn chết vừa từ Việt Nam sang và cư ngụ ở Mỹ chưa được bao lâu. Cảnh sát chưa có bình luận gì về phát biểu của ông Tô và họ vẫn đang điều tra nguyên nhân của vụ án. Mỹ với nền kinh tế phát triển bậc nhất, nước Mỹ luôn nằm trong nhóm các quốc gia lớn mạnh trên thế giới. Dưới đây là lý do vì sao nhiều người muốn đến định cư tại Mỹ. Định cư Mỹ là niềm mơ ước của nhiều người. Nước Mỹ là một siêu cường quốc của thế giới, với nền kinh tế phát triển nhất thế giới trong năm 2013, bất chấp cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. GDP, tổng sản phẩm nội địa của nước Mỹ đạt mức 16,6 ngàn tỷ USD, mức cao nhất trên thế giới khi so sánh với các quốc gia khác. Thêm vào đó, nước Mỹ có 4 tập đoàn kinh tế nằm trong danh sách 10 tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới theo Fortune Global 500. Ngoài ra, trong danh sách 100 trường đại học hàng đầu thế giới, Hoa Kỳ vẫn thống trị với 46 trường đại học, trong đó có 7 trường trong top 10. Cách đây nhiều năm, những người nhập cư đầu tiên đến Mỹ đã nói rằng họ sẽ cùng nhau xây dựng một nước Mỹ hùng cường để biến nơi đây thành miền đất hứa với bất kỳ ai. Và nhiều năm sau, đến lúc này, những nhà kinh tế tài ba nhất, những nghệ sĩ xuất chúng nhất, những nhà khoa học xuất sắc nhất đã nối tiếp nhau xây dựng và hình thành nên một nước Mỹ mạnh mẽ và đứng đầu thế giới. Nước Mỹ là một quốc gia của người nhập cư. Hoa Kỳ luôn được coi là quốc gia của người nhập cư theo một thống kê của Liên Hợp Quốc. Số lượng người nhập cư đang sinh sống tại Hoa Kỳ là 45 triệu người, gấp hơn 4 lần so với các quốc gia khác. Số lượng người nhập cư đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới đã tạo nên sự đa dạng về văn hóa, sự đa sắc tộc tại Hoa Kỳ. Chính phủ Hoa Kỳ luôn có các chính sách khuyến khích người nhập cư và tạo điều kiện tối đa cho những người mới nhập cư nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống tại Mỹ. Người nhập cư luôn được chính phủ hỗ trợ các chương trình khuyến khích hòa nhập cuộc sống. Bên cạnh đó, nước Mỹ là một quốc gia của sự bình đẳng và quyền tự do ngôn luận. Một trong những lý do quan trọng nhất khiến nước Mỹ trở nên tuyệt vời đó là quyền tự do. Hôn nhân đồng giới được công nhận, phụ nữ đã đấu tranh để đòi quyền bình đẳng trên mọi lĩnh vực của cuộc sống. Tại một quốc gia như Mỹ thì quyền con người luôn được đề cao nhất. Mỹ là quốc gia công nhận hôn nhân đồng giới.
quyền mưu cầu hạnh phúc trong tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ có đoạn: tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tạo hóa đã cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong đó có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Có một luật học phát triển ở Mỹ để bảo vệ các giá trị và các quyền bất khả xâm phạm. Mọi công dân đều được đối xử công bằng như nhau, dù bạn là người bản địa hay là người nhập cư hợp pháp. Mỹ là một quốc gia đề cao quyền bình đẳng. Tuy vậy, thực sự là Mỹ có những điểm khác biệt. Khi đến định cư tại Mỹ, bạn sẽ được hưởng một cuộc sống sung túc và khác biệt, mà dù có tiền chưa chắc đã mua được. Nếu bạn ở một số quốc gia khác, đó là môi trường sống tốt như là không khí, nước không bị ô nhiễm, không phải lo lắng về vệ sinh an toàn thực phẩm, vân vân. Còn về vấn đề giáo dục, bạn sẽ được chính phủ hỗ trợ việc học hành nếu gia đình khó khăn. Về y tế thì dù giàu hay nghèo cũng vẫn được chữa trị và đối xử như nhau khi đến bệnh viện. Mỹ hỗ trợ chi phí giáo dục cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cơ sở hạ tầng và ý thức chấp hành luật lệ giao thông của người dân là rất tốt. Con người được tự do sáng tạo, luật lệ rõ ràng. Đặc biệt là xã hội Mỹ luôn tạo ra cơ hội đồng đều cho mọi người vươn lên tùy theo năng lực của mỗi người, nếu biết cố gắng học tập và làm việc. Kính thưa quý vị, riêng về mảng kinh tế, chuyên gia và nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett vừa cho hay những người giàu như ông là vấn đề thực sự của kinh tế Mỹ, theo CNBC. Theo Fox, với khối tài sản 75 tỷ USD, Warren Buffett hiện là người giàu thứ nhì thế giới, là CEO của hãng đầu tư Berkshire Hathaway. Ông được tôn vinh như là Oracle của thành phố Omaha, bang Nebraska. Dù thành công, Buffett vẫn cho hay là vấn đề thực sự của kinh tế Mỹ là nhóm 1% người giàu nhất. Trong chương trình PBS News House, huyền thoại đầu tư cho biết: theo quan điểm của tôi, vấn đề thực sự là của cải thuộc vào những người vô cùng giàu có một cách khó tin. Nếu bạn về lại năm 1982, khi tạp chí Fox lần đầu cho ra mắt danh sách 400 người giàu nhất, tổng tài sản của họ chỉ là 93 tỷ USD. Giờ đây họ nắm 2.400 tỷ USD, mỗi người có thêm gấp 25 lần tài sản. Đây là câu chuyện của cải được chia một cách thiếu cân đối cho những người giàu nhất. Thị trường chứng khoán Mỹ có xu hướng đi lên kể từ đợt lao dốc vào tháng 3 năm 2009 và kinh tế Mỹ hiện tăng trưởng là 2%. Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy tăng trưởng 3%. Song với nhà chuyên gia Buffett thì cho rằng tốc độ tăng trưởng 2% là lành mạnh cho một nền kinh tế và sẽ giúp nhiều người Mỹ cải thiện chất lượng cuộc sống. Tốc độ tăng trưởng sẽ thâm vào 19.000 USD của GDP cho mỗi người. Hộ gia đình gồm 4 người, 76.000 USD cho một thế hệ. Vì vậy, con cháu của bạn sẽ sống tốt hơn rất rất nhiều so với chúng ta với tốc độ tăng trưởng là 2%. Theo chuyên gia và nhà tỷ phú Buffett cho rằng như vậy. Dù vậy, nhiều người Mỹ vẫn mắc kẹt, nền kinh tế Mỹ đang thể hiện tốt, song không phải tất cả người Mỹ đều đang sống tốt. Theo nhà đầu tư, một phần lý do của tình trạng này là tự động hóa và số hóa lực lượng lao động Mỹ đang diễn ra nhanh hơn việc nhân viên được đào tạo lại. Chúng ta luôn thấy sự thay đổi trong lao động. Nếu bạn quay về năm 1800, 80% lực lượng lao động mới đủ để sản xuất thực phẩm cho cả nước. Hiện chỉ cần là 3% thôi. Thực tế là hệ thống thị trường giúp con người di chuyển. Khi nền kinh tế phát triển, nó cũng phân bổ lại các nguồn lực. Theo tỷ phú Buffett chia sẻ như vậy. Huyền thoại đầu tư làm giàu từ việc đầu tư vào thị trường chứng khoán, hoạt động mà ông đã thích từ thời trẻ. Buffett mua cổ phiếu đầu tiên năm 11 tuổi và đã tham gia thị trường suốt 75 năm. Ông cũng gợi ý những người khác nên làm như mình. Họ nên tiếp tục mua một chút của nước Mỹ và 30 hay 40 năm nữa họ sẽ có rất nhiều tiền. Ông Buffett nói như thế. Theo nhà tỷ phú này, cùng với tỷ phú Bill Gates cũng nỗ lực bù đắp sự bất bình đẳng tài chính giữa giới tỷ phú và những người bình thường bằng cách sáng lập Giving Pledge, cam kết tự nguyện cho đi ít nhất một nửa tài sản của những người giàu nhất thế giới. Mục đích của Giving Pledge không chỉ là để hỗ trợ những người cần được giúp đỡ mà còn khuyến khích nhiều người khác làm tương tự như vậy.
Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.